Rồi xin chào anh em nha. Thì hôm nay chương trình cuối năm 2021 đầu năm 2022 thì chương trình của Tết năm nay là có chương trình sale lớn tất cả các mã của Milky từ 12V đến 18V. Tất cả các mã đều có chương trình sale, cho nên em sẽ hỗ trợ giá cho anh em trong chương trình cuối năm nay. Anh em nào tham khảo về Milky và đang sử dụng hàng Milky, có nhu cầu mua thêm máy thì hiện tại đang có chương trình tặng pin kèm chương trình sale giá, rất là nhiều chương trình dành cho tất cả các máy của Milky chính hãng tại Việt Nam, bảo hành lên đến 1,5 năm hiện tại. Thì anh em nào có nhu cầu mua máy nào của Milky thì anh em có thể liên hệ em qua số điện thoại trên tiêu đề, em sẽ hỗ trợ về giá cũng như là kèm theo là chương trình bảo hành cũng như là chương trình khuyến mãi của hãng máy của hãng Milky. Hiện tại là đa số tất cả các dòng máy là có thùng nhựa đựng sẵn kèm theo chương trình tặng pin. Đợt Tết này thì tặng pin lớn cho anh em, cho nên là anh em nào mà sắm Milky mùa Tết này đang có giá rất là tốt nha anh em. Anh em quan tâm thì liên hệ em qua số điện thoại trên tiêu đề. Em phát Gò Vấp, số điện thoại 0888840578. Thì hiện tại nếu mà em có nhu cầu anh em mua con mài đang được tặng pin 5A rất là rẻ luôn, kèm theo là khoan vít bu lông. Anh em tham khảo dòng bu lông và dòng mài bê tông của Milky thì hiện tại đang có giá rất là tốt. Anh em quan tâm thì liên hệ em qua số điện thoại. Rồi, cảm ơn anh em xem video.